chị cho em biết tên của chị ha. Tên em là Nguyễn Thị Hồng. Dạ, chị Hồng là sinh năm mấy chị Hồng? Năm 1967. Dạ, hôm nay chị Hồng kết nối là để kiếm ai? Tìm mẹ. Dạ, rồi mẹ chị tên gì và chị có thông tin gì về mẹ? Mẹ tên là Nguyễn Thị Sâm, bị thất lạc từ lâu lắm luôn. Dạ, chị kể cái câu chuyện của chị cho em biết được cái sự xuất thân của chị. Xuất thân của em á là ba em là ba Mỹ, không có tìm được. Hơn nữa là không có hình của ba, với không có thẻ 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 bài của ba, không có tìm được ba. Dạ. Rồi mẹ đó là lúc em còn 5 6 tuổi đó, là ba em ở Biên Hòa đó, là ba em đóng quân ở đó. Ba em có về thăm em rồi có dẫn đi ăn bánh ăn đồ, em biết ba em. Chỉ có không có hình, không có thẻ bài, không có tìm được ba. Dạ. Còn mẹ thì lúc đó là lúc đó là ở gửi cho má má nuôi nuôi. Rồi mẹ cứ tới thăm ở trên Biên Hòa, rồi sau này được vài lần rồi về quê ông ngoại ở dưới đường dốc chỗ mà xe lộ Biên Hòa đó. Ở dưới đó đó, ở dưới đó xong rồi má xuống 1 2 lần nữa là lúc đó là biệt luôn tới giờ luôn. Dạ. Vậy rồi chị có biết được là mẹ trong gia đình của mẹ là có những ai tên gì chị có biết không? Mẹ em á thì lúc đó là có một người con trai á, là cũng mất rồi, đứa em cũng lai Mỹ chết rồi. Còn nghe nói sau này là có một người em trai cũng thất lạc ở Việt Nam nữa, nhưng mà bây giờ không biết được, không tìm được, em không biết tên gì nữa. Dạ. Vậy rồi theo chị tên Nguyễn Thị Sanh có đúng là tên của mẹ chị hay không? Tên gốc trong chứng minh hay không? Hay là chị là tên đi làm hoặc này kia? Nguyễn Thị Sâm đúng rồi. Dạ, Sâm ha, Sâm giống Sâm Hàn Quốc á Sâm á, Nguyễn Thị Sâm ha. á. Dạ, Sa. dạ, dạ. À, lý do sao mà chị khẳng định rằng là tên của mẹ là tên Nguyễn Thị Sâm? Tại vì lúc trước là mẹ hay về, với lại tên tuổi của mẹ nằm ở trong tấm hình luôn. À. Dạ. Mà em có khai sanh của mẹ đứng tên, nhưng mà khai sanh em có đem về Mỹ em để, nhưng mà bây giờ em biết là không biết em tìm ở đâu, mà gấp quá em tìm không có được. Dạ. Vậy rồi Rồi trong dạ khai anh nói. trong trong khai sanh là mẹ mẹ đặt tên cho chị là tên Hồng luôn hả chị? Trong giấy khai sanh luôn. Nguyễn Thị Ái Linh. À. Dạ, bởi vậy cho nên là để đôi khi là mẹ nghe để mẹ biết Nguyễn Thị Ái Linh. Dạ. Dạ. Vậy rồi sau này mẹ nuôi mới đặt lại tên cho chị là chị Hồng hả? Dạ, là ông ngoại nuôi đặt là Nguyễn Thị Hồng. Dạ. Nguyễn Thị Ái Linh. Dạ. Dạ. Rồi trong giấy khai sinh có thể hiện tên cha không? À, không thấy, không có. Dạ, không có. Vậy rồi tên của mẹ nuôi chị tên gì và giữa mẹ nuôi với mẹ ruột có biết về nhau nhiều hay không? Mẹ nuôi á, tên là Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyệt hả mà chị? lúc Nguyệt Dạ. lúc cái đăng thời đó là mẹ nuôi với lại mẹ ruột á, là giống như là quen biết với nhau. Dạ. Mà mẹ nuôi á, là lúc đó là sanh gia đình bả là sanh con trai nhiều lắm, không có con gái. Dạ. Rồi muốn sanh sinh một đứa con gái về nuôi để sau này có một đứa con gái. Rồi bà mới nói má em mới đẻ ra thì trong 3 ngày thì mới gửi bà nuôi. Rồi bà nói là anh đi, tao sinh con gái tao sinh tao nuôi luôn, còn con trai tao không sinh. Dạ. Rồi sau này có má, rồi bà bắt bà nuôi lông trong 3 ngày tuổi bà làm khai ra sanh. Rồi sau này có một thằng em trai á, bà đẻ ra xong rồi gửi bà nuôi nữa, bà không nuôi. Rồi mới đưa cho người khác nuôi, rồi người khác nuôi không chăm sóc kỹ, đứa bé bị chết. Dạ. Đó. Rồi ngồi nói sau này là một đứa em thất lạc ở Việt Nam nữa mà em không có tìm được, không biết tên tuổi. Dạ, không biết tên tuổi. Và người em thất lạc ở Việt Nam là người em Việt hay là người em Lai? Em Việt. Dạ, con chồng sau ha, chắc là con của chồng sau. Dạ. Dạ. Có 2 năm gì trước á, là ở bên đây có thử ADN đi tìm ba, nhưng mà tìm ba không được, nhưng mà tìm được em gái Lai ở California.
À, em gái Lai. Em lái Em cùng nghe là em gái cùng cha hả chị? em nghĩ là cùng cha, em nghĩ là cùng cha. Em nghe À. là đang ở California. À. Dạ. Ừ. À, giờ cầu xin tướng dĩ với lại cộng đồng làm ơn giúp giùm em. Em muốn tìm mẹ em hoặc là em của em, bất lại nếu mà tìm được ba của em có về bên đó tìm xin giúp giùm em. Tại vì nếu mà ba mẹ em tìm em thì hình của em nhìn được. Cơ hội lớn là thấy coi trên chương trình của anh á, em thấy anh tìm được những người giống như gia đình Nam Hải Bắc Hải gì đó, rồi nhiều gia đình em ngoại hoài luôn. Em rất ao ước, em nói được gì mà anh Tấn Dĩ giúp được mà tìm được mẹ em hoặc em của em, ba của em thì có đấy phước báo em lớn lắm luôn á. Mình chờ vào cái duyên thì có được tên là cũng có cái hy vọng đó vậy. Dạ thì tên với lại hình là em cung cấp hết rồi, thì có bao nhiêu là em cung cấp hết rồi, rồi sau này nếu mà có người tìm thì nếu mà cần hình của em thì em đưa hình của em. Dạ Rồi rồi là em dạ cho em hỏi là cái lúc mà mẹ chị trao cho mẹ nuôi là lúc đó là chị được bao nhiêu tuổi hay là bao nhiêu tháng tuổi chị có biết không? có 3 tháng, có 3 ngày thôi, đẻ 3 ngày tuổi. Mới có 3 ngày. Rồi bà ẵm bà nuôi, bà nuôi rồi gia đình bà đông con lắm, con trai không. Rồi này em biết ba em á, là ba em đóng quân ở Biên Hòa, ba em là Mỹ đóng quân ở Biên Hòa đó. Rồi giống như là sanh em là ở xã Bình Phước, nhưng mà nhà ba em ở là đường Phan Đình Phùng, gần rạp cô Gặp Anh Hưng hồi xưa đó, đẻ tại chợ Biên Hòa đó. Rồi mới ba em mới về dẫn em đi chơi, đi ăn bánh ăn kẹo đồ đó. Rồi sau này ở trên Biên Hòa mấy năm rồi xuống quê ông ngoại ở ở, rồi má em xuống thăm vài lần, em ở dưới đó em buôn bán bán bánh bán đồ cho gia đình đó. Rồi má xuống một lần hai lần nữa là biệt luôn, tới giờ luôn Chị có không biết cái thấy cơ má. chị có biết cái cơ duyên nào mà má má ruột lại trao con cho má nuôi và cái mối quan hệ đó quan hệ ra sao chị có biết không? Tại vì má em nói chung ra là nói thì anh đừng có cười, hồi xưa là má em làm sữa Mỹ. Rồi bà giống như là gia đình cũng đơn chiếc, cũng không có ai. Rồi má tìm người để giữ con, giữ con. Rồi sau này cái cơ hội bà má nuôi đó, không có con gái, mới nuôi rồi mới đẻ ra đứa con gái. Thì em ở cái gia đình đó tới 18 tuổi. Rồi có một cái thở đó đó em mới đi khỏi nhà. Rồi em mới nơi quê đi ra về quê Quảng Ngãi, xong rồi lúc bên đó người ta mới tình nghi vượt biên em, bắt em ở tù. Ở tù gần 2 tháng trời mới thả em ra, rồi em mới lúc đó em ở qua Quảng Ngãi em mới lấy chồng luôn tới bây giờ luôn. Đó là tới bây giờ là được mấy đứa con. Bây giờ là chị đang sống ở nước nào? Em ở Mỹ. Ok chị, rồi chúc chị cuộc sống bình an. Rồi cái thông tin của chị thì em cập nhật, rồi có ai báo gì thì em cho chị biết nha chị nha. Nếu mà thật sự sau này được gặp được thì em hậu tạ Rồi một rồi ngàn để chữ. rồi em ghi cho sổ ha. Rồi không sao, cái việc này thì để cho người ta có nghi ai đó thì người ta đi xác minh thôi, có người là trên hết. Rồi vậy có ai báo gì thì em sẽ cho chị hay nha chị Hồng nha. Em cảm ơn anh nhiều lắm, cầu xin ân trên phù hộ cho anh được mỗi ngày tăng tiến tới ngàn, để giúp cho người giống như em á, mẹ anh em gì đó. Cảm ơn anh, cũng nhờ bề giúp đỡ cho anh cũng giúp được nhiều người như vậy. Cảm ơn tướng Dĩ, cảm ơn cộng đồng nhiều lắm. Ok chị. Rồi bye bye chị nha. Mô vật. Dạ, em chào anh. Em cho anh biết tên của em ha. Dạ em tên là Bích Ngân ạ. À. Ngân, Ngân sinh năm mấy em? Dạ em sinh năm 1986 86. anh. Hôm nay là Ngân kết nối là để kiếm mẹ em Dạ em kiếm mẹ ha. ruột em. Kiếm mẹ ruột. Vậy thì cái câu chuyện của em và cái quá khứ của em như thế nào em có thể kể lại cho anh nghe được không? Cái câu chuyện của em á là em nghe người cô của em á là lúc mà cô em mẹ em ẵm em về á, cô ý mẹ em ẵm em đi cho là cho người cô á là tên là Giang Ái Minh. Cô Giang Ái Minh là người nhận con. Dạ người nhận con.
Rồi, là tức là Rồi. mẹ mẹ nuôi của em ha, là tên Giang Ái Dạ. Mình ha. Dạ. Rồi em kể Rồi. hết câu chuyện đi em, kể hết câu chuyện, sau đó anh Dạ cần biết rồi gì thì xong em rồi cái nói. mẹ em chỉ có nói là nhà ở láng tròn thôi chứ không có nói ngoài ra thông tin gì nữa hết. Tức là mẹ ruột em nhà ở Láng Tròn á hả? Dạ. Rồi khi đó giao nhận con trong cái trường hợp như thế nào, và lúc đó em được bao nhiêu tháng tuổi này kia, thì câu chuyện của em kể cho anh nghe nó tròn câu Em chuyện đi em. nghe cô em kể lại là nói là lúc đó là mẹ em ẵm lại là cho là nói là em mới có 2 tháng à. Dạ, rồi ẵm lại cho rồi xong rồi mẹ em còn kể là mẹ em ở với người cô mà người cô bị khùng khùng gì nữa đó, quýnh mẹ em dữ lắm. Rồi mẹ em mới ẵm em đi cho. Rồi cho cái địa chỉ hiện tại bây giờ là ở ở ấp Cúc Chéo A, xã Tân Phong, huyện Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu đó anh vậy. Ở Bạc Liêu Em chỉ vậy. muốn thân dạ. Bây giờ em còn ở đó không hay là ở địa chỉ khác? Không, cái địa chỉ của cô, cái cô mà xin em về á là còn hiện tại ở địa chỉ đó luôn, nếu như mà mẹ em mà bả có nhìn được á thì bả lại đó tìm là có thể gặp. Có Dạ. nghĩa là nếu mẹ em cố tình kiếm thì đến đó hỏi thì sẽ gặp đúng không? Đại khái là Dạ vậy. dạ. Rồi xong cái cô em bả nuôi em được 1 tháng. 1 tháng cái xong cái con gái bả không cho nuôi nữa, xong cái cô em mới ẵm đi qua cho người 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 cô thứ chín. Người cô thứ chín nuôi em được đâu mười mấy 20 ngày gì đó, xong cái người cô thứ chín là chưa có chồng mà ông nội không cho cho nuôi. Rồi xong rồi mới mới thấy cha với mẹ nuôi hiện tại bây giờ là không có con nè, là ông anh thứ ba đó. Rồi đem đem em lên cho là em sống với cha mẹ nuôi tới giờ đó. Vậy là cũng qua Dạ. tay tới ba người lận ha. Mà ba tay ba người là toàn là anh em trong nhà không à. Anh Dạ. em trong nhà không? Vậy Dạ. thì em có nghe nghe nói là mẹ ruột vì lý do gì mà lại cho em, thì ba em ở đâu này kia, có nghe kể mẹ ruột em có kể gì không? Mẹ ruột em ẵm em lại cho là không có kể gì cho anh vậy. Dạ, chỉ có nói là nhà cô em hỏi nhà ở đâu, nói nhà láng tròn rồi ở với người cô mà bị không được bình thường ấy, rồi đánh người cô đánh đập quá rồi mẹ em ẵm em đi cho luôn. Dạ. Và có biết tên của mẹ em không? Dạ không biết luôn anh vậy ơi, ẵm lại cho rồi cái không nói tên không gì hết trơn rồi ẵm lại cho vậy rồi thôi đó. Chỉ nói rằng là có người cô, và người cô hay đánh đập nên là mẹ em ẵm Dạ. em đi cho. Dạ. Và nếu mà tính theo độ tuổi thì mẹ em năm nay khoảng bao nhiêu tuổi, em có biết không? Cô em nói là năm đó là mẹ em tầm 22 đến 23 tuổi à. Mới 22, Dạ. 23 tuổi thôi. Dạ. Vậy Đình Ngân năm nay là bao nhiêu tuổi ta? Em năm nay sinh năm 86 là em 38. 38 mà cộng cho hai mấy? Cộng Cộng cho hai 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 ba. cộng cho 23 tuổi của mẹ nữa, năm nay mẹ Dạ. 61 tuổi. Dạ. Khoảng 61 Dạ. ha. Ở Láng Tròn Bạc Liêu. Dạ. Ok, vậy thì cái thông tin của em chỉ có vậy thôi đúng Dạ, chỉ vậy thôi à, không? em chỉ có biết nhiều đó thôi đó. Rồi ok, thì anh sẽ cập nhật dùm cho em theo những cái nguyện Dạ. vọng của em, thì mong trên cộng đồng có ai biết được thì người ta sẽ báo tin cho mình. Dạ, mong cộng đồng mạng chia sẻ giùm em là nếu như ai tìm được thì em sẽ hậu tạ 10 triệu. Cái trường hợp của em á, thì thật ra nó cũng hơi khó, bởi vì là không có Dạ. biết thông tin gì về người mẹ. Chỉ có một cái là cái đặc điểm là có cái người cô không được bình thường cho lắm. Dạ. Thì nếu ví dụ như mà có ai mà nghi ngờ gia đình nào đó có trường hợp như trên, thì người ta sẽ xác minh dùm và người ta sẽ báo tin lại. Thì Dạ. đó đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là hy vọng là người mẹ em có nghe được thì người mẹ em cũng có nhận diện ra được phần Dạ. nào. Nếu Bởi như mà vì mẹ em mà muốn muốn tìm của em tìm tìm em á là đi ngay cái địa chỉ ngày xưa mẹ em cho á là chính xác nhất, cô em còn dặn ở đó luôn. Dạ. Ở đó đó, nếu ví dụ như mà người lạ tới đó thì em có biết là gần đó có cái nhà máy nào, hay là có cái địa danh nào, hay là có cái gì ở gần đó không?
Dạ không có cái gì chứ anh, chỉ có cái địa chỉ vậy thôi à. Thế chứ Dạ. cũng cũng không có cái di tích gì ở đó để mà dễ nhận nhận biết cái địa điểm đó hả? Dạ. Tại vì em nghe mẹ cô kể là ngày xưa là mẹ có làm cho cái giấy tay. Mà cô mới nói là đi qua bên quỹ ban á, là làm cho cái giấy tờ gì đó đặng cho con đó, nhưng mà quỹ ban người ta nói cái chuyện này á, thì thôi hai người tự giải quyết đi, hai người tự cho nhau đi, rồi có làm lại cái giấy tay mà cô em bà nói lâu quá mà bỏ mất tiêu rồi đó. Dạ Nhưng mà nếu mà có làm giấy tay thì chắc là sẽ có tên của người mẹ đó. Cũng 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 rất là đáng tiếc là nó không còn cái giấy đó nữa dạ chứ. dạ Rồi cái cô em nói là nhà nhà ở đâu mà ổng con đi cho, cái mẹ em nói là nhà ở Láng Tròn. Thật ra đó thì những cái việc này nè là cái thông tin em đưa ra thì anh cũng cũng mình cũng tôn trọng cái thông tin đó, nhưng mà Dạ. đôi khi có cái sự phát sinh đó em, chẳng hạn như đôi Dạ. khi người mẹ đôi khi chưa chắc người ta khai đúng cái địa chỉ đâu, cho nên là nếu ví Dạ. dụ như mà người nào mà có nguyện vọng nhận con thì muốn đối chiếu này kia, hoặc là em có giống ai trong gia đình thì cứ mạnh dạn họ lên tiếng thôi, chứ đôi khi là Dạ. người mẹ đôi khi là người ta không khai thiệt cái địa chỉ đâu. Dạ. Mà em nghĩ Thì trường hợp của em thì nó cũng khó, nó không có thông tin gì nhiều á vậy. không có thông Dạ. tin gì nhiều. Thì Dạ. bây giờ nếu ví dụ như có những người ở Láng Tròn lên tiếng thì cũng tốt, còn ngược lại nhưng mà ai đó có nghi là con cháu của họ thì họ lên tiếng thì anh có báo, anh sẽ báo cho em nha. Dạ. Rồi vậy đi em ha. Dạ, em cảm ơn vậy nha. Rồi rồi chào em. Dạ, chào. Dạ, em tên Phạm Thị Thanh Thúy. Dạ. Hôm nay chị Thúy kết nối là để kiếm ai vậy Thúy? Dạ, kiếm cha em. Dạ. Hồi đó thất lạc nhau trong trường hợp như thế nào? Dạ, tại cha với mẹ ở Việt, đánh Việt Biên á, mà cha trốn mẹ cha đi á, lúc mang bầu em, năm 85. 85. Dạ. Dạ. Rồi câu chuyện nó diễn ra như thế nào chị kể cho em nghe. À, dạ, cha em ở Đức Trọng, quê Đức Trọng Lâm Đồng, xuống ở Hải Sơn Bến Muối đánh vượt biên á anh, rồi gặp mẹ em với mấy cậu, rồi quen, rồi rồi có em, có mẹ mang thai em á, rồi cha không biết mà cha đi á, cha trốn mẹ cha đi xong rồi cái cha ở tù, mẹ cái lúc đó mẹ sinh em rồi, cái cha về rồi cái nghe tin bà nội mất vậy đó, cái cha mới về, rồi cha về quê luôn, cha không có ghé mẹ con em, rồi là lần đó là giờ cha đi lần nữa là cha đi luôn, nói chung là chưa, em chưa biết mặt cha. Vậy thì cha mẹ sinh ra được mấy người con? Có một mình em à. À có một mình. Dạ Dạ. Vậy thì cha đi vượt biên thì có trót lọt không? dạ lọt anh, về tại có người quen á, gặp ở đảo anh, lần sau á gặp ở đảo. À đảo nào em có biết không? Em cũng không biết, nó nghe cậu nói là vậy thôi, cậu thì cũng đi Mỹ rồi, cậu nói người quen thôi. Vậy hồi đó đó là khi đi là đi ở địa bàn nào? Hải Sơn anh, Hải Sơn Bến Muối luôn anh, Hải Sơn Bến Muối là huyện nào, tỉnh nào? ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hay sao á. À tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ở Bến Dạ. Muối. Dạ. Cha cha tên gì? Cha em tên Luận. Dạ. Rồi mẹ tên gì? Dạ mẹ em tên Năm, đi làm trong bí đi tên Năm. Dạ. Rồi có biết tên ông nội bà nội không? Dạ không anh. Có biết bà con cô bác gì của cha không? Có bà con ở dưới Hải Sơn luôn á, là tên là Bác Lực, nói Bác Lực thôi chứ em cũng không biết luôn. Bác Lực hả? Dạ Bác Lực Của cha hả? là anh em gì không biết, ông họ gì không biết anh. Bác Lực là anh em dòng họ gì của cha không biết. Dạ Cha năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? cha năm nay khoảng tuổi tí, năm nay sáu mấy em, 63 bốn gì. Khoảng sáu mấy. Dạ À, vậy có nghi ngờ là cha sẽ vượt biên đi nước nào không? dạ em không biết nữa anh. Rồi, ok, vậy là thông tin cơ bản là cha là tên Luận, là vượt biên năm 1985. Dạ. Rồi mẹ thì tên Năm. Dạ. Chắc đi lần sau khoảng 8, năm 86 anh. Tại vì năm 85 là về, về xong ở tù về xong năm 86 là đi lọt.
Rồi ok, về trên vị cũng ghi nhận trên cái thông tin cơ bản. Dạ Thì dạ rồi có ai báo gì thì vị sẽ cho hay. dạ em cảm ơn anh Vĩ nhiều.